bộ phim kinh dị Mỹ mới nhất 2023. Dinh thự ma ám phiên bản hoàn chỉnh đã ra mắt gây sốc. Đội săn ma gà mờ đại chiến linh hồn độc ác. Ben trở về nhà, nghĩ rằng việc kiếm tiền quá dễ dàng liền vừa ăn pizza vừa xem TV. Nhưng rất nhanh, Ben cảm thấy gió lạnh thổi từng cơn. Anh ta cầm máy ảnh lên và chụp một tấm. Ánh đèn flash chớp lên, Ben liền bị đánh ngã. Bức ảnh vừa chụp được thực sự có ma. Ben hoảng hốt. Sau đó, anh tắt đèn flash và thử lại một lần nữa. Lần này không có ma trên màn hình. Ben nghĩ rằng anh ta tự mình dọa mình liền lên giường đi ngủ. Đột nhiên, anh thấy sấm chớp bên ngoài cửa rất kỳ lạ. Vì vậy anh mở cửa xem. Wow, Ben nghĩ rằng anh ấy đã gặp ảo giác. Vì vậy, anh ta đến quán cà phê ngồi một lát. Sau khi bình tĩnh lại, anh trở về nhà. Ben mở cửa nhà một cái, nhìn thử vào trong. Sau đó anh khóc lớn. Bên trong là sóng dữ dội và có rất nhiều cá đang bơi lội. Cuối cùng là một khuôn mặt ma xuất hiện trong đó. Ben gào lớn. Một con sóng đã đẩy Ben ra giữa đường. Ben biết rằng anh không thể sống trong ngôi nhà này. Vì vậy, anh lái xe trở lại biệt thự ma ám. Vậy Ben làm nghề gì? Chiếc máy ảnh siêu cấp trong tay anh ta được dùng để làm gì? Biệt thự ma ám lại là chuyện gì nữa? Hãy để tôi kể cho bạn nghe. Câu chuyện bắt đầu từ New Orleans, Mỹ, nơi mà những người Mỹ dũng cảm đều đến đó xem hiện tượng siêu nhiên. Đám tang u ám như một lễ hội lớn. Cái chết không phải là kết thúc mà là một khởi đầu mới. Hướng dẫn viên Ben dẫn một nhóm du khách đến New Orleans tham quan. Ben không bao giờ tin vào sự tồn tại của ma. Anh ta bị những người phụ nữ tò mò hỏi đến mệt mỏi. Vì vậy, anh ta thẳng thắn nói với những người phụ nữ đó. Anh ta đã ở trong tất cả những ngôi nhà ma ở thành phố này. Một số ngôi nhà, anh ta còn ở tới 72 giờ. Nhưng anh ta chưa bao giờ thấy một con ma nào. Chắc chắn không có ma. Kết thúc của cuộc đời chính là trở thành cát bụi. Mọi người đều như vậy. Du khách bị sốc bởi lời nói của Ben. Tiếp tục tham quan thôi. Cảnh phim chuyển đổi. Mary cùng con trai nhỏ Travis chuyển đến một ngôi nhà cũ ở thành phố này. Mary mua ngôi nhà này vì giá rẻ. Mary đang ra ngoài nghe điện thoại còn Travis thì đã vào trước. Lúc này, một âm thanh truyền đến tai Travis. Nói rằng đã đến giờ, mọi người về vị trí của mình. Travis bị dọa sợ. Điều này vượt quá hiểu biết của cậu ấy. Đột nhiên không gian trong nhà được kéo rộng ra. Đúng lúc đó Mary đi vào, ma trong nhà liền trở nên yên tĩnh. Travis lên tầng 2 đến phòng ngủ chính, nơi này quá bẩn. Vì vậy, anh ấy chuẩn bị đi ngủ với chiếc đệm mình đem theo. Không được, Travis sợ hãi chạy xuống và nói với mẹ. Mary hoàn toàn không tin vào lời nói của Travis. Bộ giáp này đột nhiên đi đến phía sau Travis. Mary giờ đã tin hoàn toàn, kéo Travis chạy nhanh về hướng cửa ra. Sau đó nhảy lên xe và rồ ga chạy trốn. Thực ra có một con ma đã ngồi ở hàng ghế sau. Ngoài ra, còn có một linh hồn xấu xa đang đứng ở cổng biệt thự với một cái đèn trong tay. Nó cười khẩy ý rằng họ sẽ quay trở lại. Cảnh quay chuyển đổi. Ken bất ngờ đến nhà của Ben, yêu cầu Ben chụp ảnh ma. Ông ấy biết Ben đã phát minh ra một loại máy ảnh siêu cấp chuyên chụp ma. Ông ấy đến tìm Ben để nhờ vả, dự định cùng nhau đến một biệt thự trừ ma. Nữ chủ nhân đã hứa sẽ trả 2.000 đô Mỹ. Ben đã bị thuyết phục. Đúng là có tiền có thể đuổi được ma. Ken đã đưa địa chỉ cho Ben. Họ hẹn thời gian. Ben từng là một nhà vật lý học và đã có thành tựu trong lĩnh vực học thuật. Chỉ vì người yêu qua đời nên anh ta bỏ nghề. Ben nhìn vào phát minh của mình, cuối cùng đã có chỗ để sử dụng. Đúng thời gian đã hẹn, Ben đến ngôi biệt thự ma ám. Mary và con trai đã quay trở lại. Mary rất vui mừng khi Ben đến. Ben vừa định bước vào. Mary đã cảnh báo rằng một khi anh đã bước vào, sẽ không thể thoát ra. Cô bảo Ben suy nghĩ kỹ. Ben hoàn toàn không quan tâm. Những gì anh ta quan tâm là liệu Mary có thể trả 2.000 đô Mỹ không? Mary ngay lập tức trả cho Ben 2.000 đô Mỹ. Ben bước vào và bắt đầu làm việc ngay lập tức. Travis không dám ngủ trên đó. Cậu bé dựng một cái lều ở phòng khách tầng 1. Mary nói với Ben, ở đây thường sau 12 giờ đêm mới có chuyện xảy ra. Bây giờ cũng không biết Ben có thể chụp được không. Ben nhìn quanh, chụp vài bức ảnh. Dường như không có ma quỷ nào xuất hiện. Anh ta đã chào tạm biệt Mary và con trai cô. Khi Ben lên xe, có một con ma theo lên ngồi ở hàng ghế sau, nhưng Ben không hề biết. Ben trở về nhà, nghĩ rằng lần này kiếm tiền quá dễ dàng liền vừa ăn pizza vừa xem TV. Nhưng rất nhanh, Ben cảm thấy gió lạnh thổi sau lưng. Và thế là xảy ra cảnh ở đầu phim. Ben vội vàng lái xe trở lại ngôi nhà ma. Ở cửa ngôi nhà ma, Mary và con trai cô vẫn đang đợi Ben quay trở lại. Khi Ben gặp họ, anh ta kể lại mọi chuyện đã xảy ra ở nhà. Mary và con trai cô không hề ngạc nhiên vì họ cũng bị buộc phải trở lại như vậy. Mary nói với Ben rằng ở đây có rất nhiều ma, đông như kiến vậy. Đột nhiên Ken lại đến, Ben liền mắng ông ta một trận. Anh ấy nghĩ rằng mình đã bị Ken lừa vào đây nên rất tức giận. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này cãi vã cũng vô ích. Mary yêu cầu hai người nhanh chóng tìm cách đối phó với ma. Thời gian điểm 12 giờ đêm, Ken nói rằng anh ấy muốn đi ngủ. Ben không ngủ được,
anh ta lên tầng 2 để xem tình hình. Quả nhiên, những hiện tượng kỳ lạ ở đây ngày càng nhiều. Ben chỉ có thể trở về tầng 1 để ngủ một giấc trước, ngày mai sẽ tìm cách. Ngày hôm sau tất cả mọi người họp lại thảo luận xem nên làm gì. Ken cảm thấy rằng bọn họ chưa đủ mạnh cần tìm thêm thành viên nữa. Họ tìm đến giáo sư đại học. Người này đã nghiên cứu khá kỹ về ngôi nhà ma này. Ông ta đã viết một cuốn sách về lịch sử của ngôi nhà ma này, nhưng chỉ bán được 9 cuốn. Vì vậy, ông ta rất vui lòng tham gia. Tiếp theo, họ tìm đến một phù thủy tên Alisa, người được đánh giá cao trên mạng. Tiếp theo, Ben lắp đặt camera giám sát trong ngôi nhà ma. Quả nhiên, ngay sau 12 giờ đêm, các hồn ma trong cả căn nhà bắt đầu hoạt động một cách hỗn loạn. Rất náo nhiệt. Nhưng Travis phát hiện ra những hồn ma này hỗn loạn đang trốn tránh điều gì đó. Ben cảm thấy có vẻ rất hợp lý. Đúng lúc này, Alisa đến. Cô ấy nói một cách khoa trương rằng nếu cần đuổi ma khỏi đây, cô chắc chắn sẽ là lực lượng chính. Người khác chỉ là người phụ và yêu cầu Mary chuẩn bị sẵn sách cho cô. Cô ấy đi xem trước. 2 giờ sau, cô ta bị đánh trở về. Sau đó, họ phát hiện ra khoảng 66 người đã từng sống trong tòa nhà này. Mỗi người đều chết một cách kỳ lạ. Có thể tất cả đã trở thành hồn ma lang thang ở đây. Họ xem qua bản vẽ xây dựng của tòa nhà này. Cảm thấy ở đây có một phòng tâm linh. Và thế là Ben vô tình mở cửa phòng bí mật này. Dưới sự dẫn dắt của Alisa, mọi người bắt đầu làm phép. Quả nhiên, một hồn ma đã viết một thông điệp yêu cầu họ tìm Leota. Tiếp theo, ma bắt đầu hoạt động. Có hồn ma cản trở họ tìm kiếm. Leota sau khi hành hạ Alisa một hồi, trực tiếp đưa cô từ trong nhà đến một đống bùn bên ngoài. Đúng lúc này, họ nhận được sự hỗ trợ từ giáo sư đại học. Ông ta xuống xe và tiến thẳng vào nhà. Lần này, ông còn bị thương nặng hơn cả Alisa, chỉ có thể đưa vào bệnh viện. Nhưng hồn ma không để yên cho ông ta. Nếu ở lại bệnh viện, những bệnh nhân khác sẽ bị thương. Vì vậy, Ben và Mary đã đưa ông ta trở lại ngôi nhà ma. Ngay sau 12 giờ đêm, một hồn ma đội mũ dạ hội tuyên bố rằng cô ấy là bạn với vợ Ben, Daisy. Nghĩa là cô ấy cũng là bạn với Ben. Không ngờ rằng ma cũng sẽ tìm cách kết nối như vậy. Lúc này, Daisy đi đến trước mặt Ben, Ben liền theo sau Daisy ra phía sau. Nơi này đầy rẫy hồn ma lang thang. Còn có ma nhắc nhở Ben không nên đi nữa. Phía trước chính là quỷ môn quan, đi rồi sẽ không về được. Ben thức dậy trong tiếng hét lớn. Anh ta đã nằm mơ thấy ác mộng. Lúc này mọi người phát hiện ra giáo sư đã biến mất. Vì vậy họ bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Ben tìm thấy ông ta ở tầng 2. Ông ta nói rằng mình đang tìm một gác mái. Ben nhìn thấy có một ổ khóa trên trần nhà. Vì vậy, anh đã tìm một cây giáo dài để chọc vào lỗ khóa liền có một cầu thang phụ rơi xuống. Ben lên trước. Sau một hồi vật lộn, Ben cùng với một cái hòm và một cái rìu đều bị đẩy từ gác mái xuống. Mọi người mở hòm, bên trong là cuốn sách phép thuật của Leota và một quả cầu pha lê. Không ngờ rằng Leota bị giam trong quả cầu pha lê. Hóa ra năm đó, cô được mời đến ngôi nhà ma này để giao tiếp với các linh hồn. Cô đã giao tiếp với nhiều hồn ma. Không ngờ cuối cùng triệu hồi ra một linh hồn xấu xa. Rồi bị linh hồn xấu xa đánh vào trong quả cầu pha lê và không thể ra khỏi đó. Leota nói rằng cuốn sách phép thuật rất mạnh mẽ, có thể giúp họ đuổi ma. Linh hồn xấu xa đã thu được 933 hồn ma. Khi hắn ta tích đủ 1.000 hồn ma, nghi thức của hắn sẽ hoàn thành. Đặc biệt là vào thời điểm trăng tròn, năng lượng của hắn ta là mạnh nhất. Tiếp theo, Leota nói chỉ cần có được một món đồ bí ẩn, họ sẽ không cần sợ linh hồn xấu xa. Lúc này, linh hồn xấu xa đột nhiên xuất hiện bắt Leota phải im lặng. Sau đó tắt nguồn điện của ngôi nhà khiến Leota sợ hãi không dám nói nữa. Ngày hôm sau, giáo sư nói rằng sau khi tính toán, còn 4 ngày nữa linh hồn xấu xa sẽ đạt đến thời gian dự định. Điều này nghĩa là thời gian của họ không còn nhiều. Bây giờ họ cần tìm món đồ đó càng sớm càng tốt. Sau 3 ngày học, linh hồn của Ben đã rời khỏi cơ thể. Sau một hồi lang thang, anh đã gặp tất cả hồn ma trong tòa nhà này và đã trò chuyện với họ 2 lần. Họ nói với anh rằng linh hồn xấu xa đã bắt được 999 hồn ma. Chỉ còn thiếu một linh hồn nữa sẽ tích đủ 1.000 hồn ma. Họ sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi đây. Và bảo Ben mau chóng quay về. Tiếng chuông vang lên. Linh hồn xấu xa xuất hiện khiến tất cả các hồn ma đều hoảng sợ bỏ chạy. Lần này, Ben cuối cùng đã thấy được hồn ma nhìn như thế nào. Hồn ma đuổi theo Ben chạy khắp nhà. Cứ như vậy lặp đi lặp lại. Dường như không có điểm kết thúc. Và cuối cùng nó nhập vào thân xác Ben. Lúc này mọi người mới nhìn thấy. Alisan rung chuông, cuối cùng đã đuổi hồn ma ra khỏi thân xác Ben. Mọi người cuối cùng cũng biết được cái ngôi nhà này bị ma ám rất nghiêm trọng. Ngày hôm sau, Ben và giáo sư đi báo cảnh sát. Họa sĩ ở sở cảnh sát vẽ theo mô tả của Ben. Rất nhanh đã vẽ ra hình dạng của hồn ma. Cuối cùng, giáo sư phát hiện ra người này là con trai của ông trùm bất động sản Alexis Thay. Nói về lịch sử tội ác của anh ta, nếu nói chi tiết 3 ngày 3 đêm cũng chưa kể xong. Tóm lại, người này ác đến tận xương tủy. Bất cứ ai có một chút mâu thuẫn với anh ta đều bị anh ta giết chết. Nghe nói anh ta còn học được pháp thuật đen sử dụng để duy trì sự giàu có và quyền lực của mình. Cuối cùng, nhân viên của anh ta đứng lên phản kháng và đã chém đầu anh ta. Trước khi chết,
anh ta thề có làm ma cũng sẽ trả thù những người này. Họ đã tìm thấy ngôi nhà cũ của hồn ma, chuẩn bị đến đó tìm kiếm vật thể bí ẩn. Đúng lúc mọi người chuẩn bị đi thì hồn ma xuất hiện. Chỉ có Ken và Ben cùng với Travis trốn lên xe và lao tới ngôi nhà cũ. Đường đi đầy dãy hiểm nguy. Cuối cùng, họ đã đến ngôi nhà cũ. Bây giờ nó đã được cải tạo thành nhà nghỉ và bảo tàng. Cuối cùng với sự giúp đỡ của hồn ma trong căn phòng này, họ đã tìm thấy vật thể đó làm điều kiện trao đổi với linh hồn xấu xa. Họ đã hứa sẽ đưa nó ra biển. Hóa ra vật thể bí ẩn chính là đầu của linh hồn ác quỷ. Sau đó, họ mang vật thể này trở lại ngôi nhà ma. Nhưng họ đã bị lừa. Hồn ma nhập vào thân xác của giáo sư. Sau một cuộc chiến đấu, họ đã lấy lấy và gắn đầu vào cơ thể hồn ma. Hồn ma đã lừa dối họ, lợi dụng họ để tìm lại đầu của mình. Đêm này vừa đúng là đêm trăng tròn. Đủ 1.000 hồn ma. Hoàn thành nghi thức, hắn ta có thể hồi sinh. Và linh hồn cuối cùng mà hắn ta cần là Travis. Hắn ta triệu hồi ra rất nhiều ma quỷ kéo lấy nhóm người Ben. Sau đó, ma quỷ đi tìm Travis hoàn thành nghi thức này. Cuối cùng không còn cách nào. Alyssa nhớ ra Leota bên trong quả cầu pha lê. Leota đã chỉ cho Alyssa một câu thần chú. Chỉ cần đọc nó là cô ấy có thể được giải phóng. Một bên Ben và Mary đến kịp và kéo Travis ra khỏi tầng hầm, phá hỏng kế hoạch của ma quỷ. Nhưng họ lại bước vào giấc mộng do ma quỷ sắp đặt. Chính vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Alyssa cùng Leota ôm quả cầu thủy tinh đến, đồng thời thuyết phục những hồn ma nổi loạn cùng đến giấc mộng này. Lúc này lực lượng của Ben cực kỳ mạnh, đủ để đánh ma quỷ trở về địa ngục, không bao giờ có thể thoát ra được. Phim kết thúc ở đây. Tôi nghĩ phim này là phim ma Hollywood tiêu chuẩn, tác phẩm của Disney vào mỗi dịp Halloween. Phim có hiệu ứng đẹp, cũng là phim kinh dị vui nhộn cho cả gia đình. Tôi đánh giá 3.5 sao. Lý do chính là cốt truyện quá cũ và tập trung vào mục đích kinh doanh quá rõ ràng của Disney. Tất nhiên, hiệu ứng rất tốt, không có gì để bàn. Nếu có người nói đây là hiệu ứng 5 xu thì thật là không thể chấp nhận được. Nếu bạn muốn xem những bộ phim giống như Insidious và The Conjuring, có lẽ bạn sẽ thất vọng. Cách thiết lập câu chuyện này không đủ để kéo dài thời lượng 2 giờ. Vì vậy, giữa phim có rất nhiều tình tiết đối thoại khiến người xem cảm thấy mệt mỏi. Thực ra chỉ cần trong vòng 90 phút là đủ. Khả năng sáng tạo và chuyển thể của Disney trong những năm gần đây đã giảm mạnh. Danh tiếng cũng tồi tệ hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.